Xin chuyển sang một thông tin khác, khẳng định chất lượng thi công và năng lực phát triển dự án chuyên nghiệp Easyland vừa chính thức tổ chức lễ cất nóc của dự án House Neo, dự án căn hộ tầm trung đầu tiên của công ty tại thị trường Việt Nam, đánh dấu dự án hoàn thành phần thô vượt tiến độ so với dự kiến ban đầu. Bắt đầu ra mắt thị trường từ tháng 9 năm 2017, lễ công bố dự án của House Neo năm 2018 đã gây tiếng vang thị trường bất động sản phân khúc tầm trung khi nhận được phản hồi rất tích cực từ thị trường với hơn 90% căn hộ đã được đăng ký nguyện vọng mua chỉ trong 48 ngày. Bằng việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ xây dựng hiện đại từ nhà thầu Cofico cùng các đối tác, Easyland đã kiểm soát tiến độ và chất lượng xây dựng với tiêu chuẩn cao. Việc triển khai dự án sao cho đáp ứng nhu cầu và cam kết với khách hàng là một trong những thách thức mà hầu hết các nhà phát triển đều phải đối mặt. Do vậy, ngay từ ban đầu, chúng tôi đã lựa chọn đối tác là một nhà thầu lớn có uy tín, nổi tiếng như Cofico, được biết đến với các công trình như Capitol Land, Keppen Land, Sơn Kim, Nova Land và nhiều công trình khác. Với nền tảng của họ, chúng tôi tin rằng sẽ mang lại sự hoàn hảo tối đa cho công trình, cũng như đem đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình triển khai, chúng tôi cùng đối tác, đội ngũ quản lý dự án, giám sát và thi công luôn làm việc chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo đúng kế hoạch. Với sự thiết kế chuẩn mực cùng mật độ xây dựng chỉ 34%, các căn hộ House Neo lấy cảm hứng từ trường phái thiết kế Bauhaus cùng tiêu chí cái đẹp cần phải luôn song hành cùng công năng. Xuyên suốt quy mô dự án hơn 8.000 m², các mảng khối được triển khai đa dạng hài hòa, cung cấp đầy đủ không gian học tập, làm việc, sinh hoạt, vui chơi giải trí cho mọi thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, House Neo còn có hàng loạt tiện ích cộng đồng như hồ bơi trẻ em, hồ bơi House Pool, sân chơi trẻ em 280 m², nhà trẻ, cửa hàng tiện ích. Sau lễ cất nóc, House Neo sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn hoàn thiện để bàn giao và đi vào hoạt động vào quý 3 năm 2019. Và kế hoạch xây dựng 1.000 đến 1.500 căn hộ mỗi năm trong vòng 5 đến 8 năm tới.